Trong video trước mình đã hướng dẫn cho anh em cách farm kẹo và cũng như là chia sẻ vị trí của tất cả lão kẹo ở siêu mẫu siêu 2 3 rồi. Thì trong video này chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề khá là quan trọng mà anh em có hỏi mình rất là nhiều luôn. Đó chính là làm sao để mà lấy được cái cây búa khi mà anh em lên thuyền và để cho anh em có thể là sửa được chiếc thuyền. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em tất tần tật về cách để mà anh em lấy cái búa và cách để mà anh em có thể là sửa thuyền khi mà thuyền anh em bị hỏng nha. Và đặc biệt là chúng ta còn có farm gỗ nha anh em. Ok, khi mà anh em xem video mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh. Kiểu đó là bật ngay nút chuông báo bên cạnh lên. Mỗi khi mình ra video mới, anh em sẽ nhận thông báo, anh em sẽ vào xem nha. Còn giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung video hôm nào. Let's go. Đầu tiên chắc sẽ có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, tại sao mà sáng anh nói video kia anh sẽ đăng lúc 10 giờ mà giờ đang gần 1 giờ sáng, ở 1 giờ trưa rồi. Đó, thì ra là mình định đăng lúc 10 giờ là mình thức sớm mình làm, nhưng mà mình thức sớm méo nổi này mà, cho nên thành ra là mình đang trễ nên xíu, anh em thông cảm nha, nhưng mà vẫn đảm bảo gọi là cái lượng kiến thức để cho anh em có thể là chiến update này. Ok, đầu tiên để lấy được cái búa thì anh em sẽ có mặt cho mình tại cái hòn đảo chính là đảo Tiki nha, và anh em di chuyển và mình lên khu vực này, cái khu vực mà ở trên phía cây, cái đỉnh của cái cây to to phía trước cửa của Tiki đó. Anh em xua cho mình xuống cái cửa này nha. Ở đây chúng ta có một cái đường hầm đó, đây là cái đường để dành cho những bạn nào muốn nói chuyện với NPC thì anh em sẽ vô đây. Thì nếu mà bạn nào mà chưa đủ điều kiện thì nó sẽ xảy ra tình trạng, chứ là ở đây sẽ có một bức tường như anh em sẽ không thể nào vào được. Và khi mà anh em vào đây rồi, anh em sẽ bắt gặp một NPC. Nếu mà lần đầu anh em nói chuyện với nó thì nó sẽ gọi là yêu cầu anh em đi farm cho nó 20 con cá mập, 20 con cá mập con nha. Và cá mập này nó sẽ là con cá mập đi theo bài khoảng đâu đó là 1 con, 2 con, 3 con, 4 con gì đó. Nó sẽ là những con mập như thế và không phải là con của con teo sắt nha anh em. Nếu mà anh em nào farm con của con teo sắt là sẽ không được nha. Và sau khi mà anh em đã farm đủ 20 con cá mập rồi thì chúng ta sẽ quay lại anh em nói chuyện với con NPC này và nó sẽ kêu anh em là trả cho nó là 3.000 nguyên thạch. Và ngược lại anh em sẽ nhận được một cái chính là cuộn Ron Legendary nha anh em. Dành những bạn nào chưa biết á, thì cuộn này nếu mà anh em mua 3 cuộn á thì đối 5 cuộn thì anh em sẽ có là 800 Robux nha. Cho nên là một cái cuộn này cũng có giá trị là trăm mấy Robux á anh em. Nhớ bỏ ngay 3.000 thích mình để mà anh em tiến hành anh em đổi với nó nha. Và sau khi mà anh em đổi 3.000 thích mình xong á thì anh em sẽ cho nó cho anh em một cái gọi là nhiệm vụ là thợ đóng tàu. Nó sẽ cho anh em nhiệm vụ thợ đóng tàu và anh em sẽ dùng cái nhiệm vụ đó để mà anh em sửa tàu và cũng như là anh em nâng cấp cho cái nhiệm vụ sửa tàu của anh em nha. Sau khi mà anh em đã tiêu diệt được 20 con cá mập rồi thì anh em hãy quay lại đây nói chuyện với con NPC lần nữa, thì nó sẽ trang bị cho anh em một cây búa. Thì với một cái bảng hiện lên như thế này đó, thì lúc mà anh em có cái búa thì nó sẽ hiện lên một bảng đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ giống như của mình nha. Và anh em sẽ có để ý cho mình hai cái phần, ba phần, chính là phần đó chính là 5 cái gear và tiếp theo đó chính là hai cái phần này đó, tức là cao level của anh em và cũng như là cái điểm can đảm này tên là điểm valor. Thì cái điểm valor này tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách farm luôn. Thì đầu tiên á, anh em để cho mình những cái gear này nè, cái này là những cái chức năng để cho anh em có thể nâng cho cái búa của anh em với chức năng như thế nào. Đầu tiên là tôi đi, thì khi mà anh em được cái búa thì nó sẽ cho cái mặc định là cái gear đầu tiên này, thì nó sẽ có thể rồi cho anh em là farm cái gỗ ở trên là những cái đảo cây hoặc là những cái cây nào có thể hóa hủy được á, thì anh em sẽ cần là đi farm gỗ trên những cái cây đó. Thì để mà farm gỗ thì anh em có cái đơn giản thôi, đó chính là anh em đi lại anh em phá hủy những cái cây trên bản đồ là được. Ở đây thì mình sẽ đi qua đảo này để mà mình tiến hành mình làm cho anh em xem. Thì khi mà anh em phá những cái cây này á thì nó sẽ rơi ra cái tỷ lệ ra gỗ nha anh em, và tối đa là 99 gỗ nha, mà với điều kiện á là cái cây này nó phải bể thì anh em mới có thể là có gỗ nha. Ok, thì của mình là nâng mắt gear rồi cho nên mình farm cái nào cũng có cho á. Còn những bạn nào mà không có pha không có nâng gear mắt đó thì anh em sẽ không được farm được gọi là giống như mình đâu, mà anh em phải farm hên xui nha. Ở đây thì mình sẽ kiểm tra cho anh em lại, thì chúng ta có là wooden blend là 99 nguyên liệu rồi, tối đa là 99 nguyên liệu thôi, chúng ta sẽ không thể nào mà cài nhiều hơn được nữa cho anh em. Ok, thì đó là cái nguyên liệu và cần thiết cho cái gear đầu tiên. Và nếu như mà anh em không nói chuyện với con NPC và không nhận được cái búa thì anh em sẽ không thể nào mà farm được gỗ nha. Thì cái đó nhiều bạn có hỏi mình lắm. Ok, tiếp theo là những cái gear thứ hai và đến cái gear thứ năm luôn, thì chúng ta sẽ có như thế nào. Thì anh em sẽ thấy đó, chính là ở cái gear thứ hai thì anh em sẽ có là Blend Scavenger. Thì ở đây mình đã nâng mắt chip trơn rồi cho nên là mình chỉ hướng dẫn cho anh em thôi. Thì ở trên cái màn hình á là anh em có thể thấy là chúng ta có một cái bảng là thông số đúng không, thì anh em kiểm tra lại kỹ cho mình như thế này. Bây giờ về cơ bản á là chúng ta sẽ có cái phần trăm tỷ lệ để mà anh em rơi ra cái gỗ cao hơn cho mỗi lần mà anh em farm gỗ trên tất cả những cái cây đó. Khi mà anh em phá hủy những cái cây thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra nhiều cái gỗ hơn và tỷ lệ còn cao hơn nữa. Ví dụ như là đầu tiên là anh em có cái chip thứ nhất đúng không, thì anh em chỉ có 60% cơ hội là nhân 2 ván gỗ khi mà phá hủy một cây thôi. Nhưng mà khi mà anh em lên chip thứ ba rồi á
thì anh em sẽ phải sẽ đang được cái tỷ lệ là 90% cơ hội nhà nhận được ít ba ván gỗ khi mà hóa hủy một cây. Nhưng mà cái giá mà anh em phải trả chính là anh em phải trả cho nó làm điểm valor nè và điểm phép mình nè đó, để mà anh em có thể nâng được cái này thì anh em sẽ tốn là tổng cộng là 2.200 phép mệnh, 2.300 phép mệnh và giống như là 2.200 điểm ba lô nha. Đó thì điểm ba lô thì chúng ta sẽ farm ở đâu, chính là anh em phải farm những cái con quái ngoài biển, ví dụ như là cá mập nè, những chiếc thuyền thuyền hải tặc nè, thuyền ma không tính cho anh em, thuyền hải tặc rồi cá mập tê câu sắt nè, với lại là si bít nè, thì anh em farm những con đó thì nó sẽ cho anh em điểm ba lô nha. Và cái mốc thứ ba, cái kia ghi thứ ba đó chính là chuyên gia thiết kế đó. Chuyên gia thiết kế thì chúng ta sẽ có ý nghĩa chính là nó sẽ cho phép chúng ta sửa chữa thuyền bằng ván gỗ, mỗi lần thì anh em sẽ hồi được cái chính là từ 15 máu đến 30 máu tùy theo cái gear mà chúng ta đang nâng đó. Ví dụ như là anh em nâng cái chip thứ nhất á thì nó chỉ cho anh em là 15 máu cho một lần sửa thôi, nhưng mà anh em nâng lên chip thứ ba rồi thì nó sẽ cho anh em là 30 máu cho một lần sửa nha. Và cái giá chúng ta phải trả cho cái đống này đó chính là 4.100 phích mền, ủa 4.100 điểm ba lo kinh nghiệm đó anh em, cho anh em là ba cái chip này, và anh em sẽ tốn là tổng cộng là 2.000 phách mình cho cái chip này nha. 3.000 phách mình chứ nhầm, 3.000 phách mình cộng với thêm với đó là 4.100 điểm ba lo thì anh em sẽ nâng được cái này nha. Và cái thứ tư, cái chip thứ tư chính là thợ cơ khí thân tàu, thì cái chip thứ tư này nó sẽ cho phép chúng ta là sửa chữa thuyền bằng ván gỗ để có thể là cộng thêm cái máu tối đa mà anh em có thể sửa cho chiếc thuyền đó. Thì cái này thì tí nữa mình sẽ phân tích cho anh em kỹ nha. Và ở đây nếu mà anh em nâng lên chip cuối cùng rồi thì mỗi lần mà chúng ta sửa thì chúng ta sẽ được cộng là tối đa 8 máu một lần sửa trong là cái mini game thuyền nha anh em. Đó, mini game của gọi là cái thuyền mà nó tổ chức cho chúng ta. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách nó chi tiết hơn. Ở đây là chúng ta tốn là 1.800 cộng với 2.000 là 3.800 cộng với 2.200, tức là khoảng đâu đó là 5.000 điểm valor, kèm theo đó là khoảng cũng là 5.000 điểm là phát mình luôn nha anh em, 5.000 valor và 5.000 phát mình. Và cuối cùng đó chính là búa nặng, thì nó sẽ cho chúng ta đó chính là một cái khả năng, đó chính là không thể bị gọi là em sẽ không thể bị gọi là ngăn cản khi mà anh em đang sửa chữa thuyền, tức là lúc mà anh em ngồi sửa thuyền á mà anh em có bị sét đánh hay là mấy con cá mà nó giật gì giật cái em á, anh em vẫn có thể duy trì được cái khả năng mà anh em sửa thuyền, và trong lúc đó anh em sẽ bị không bị gián đoạn nha. Khi mà anh em đã múa cái búa xuống rồi thì máu của anh em có thể bị mất, tuy nhiên thì cái máu của cái thuyền vẫn được sửa như bình thường nha anh em đó, chỉ cần anh em còn cầm cái búa là được. Thì đó là cơ bản về năm cái gear, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gọi là ra ngoài biển mà mình test cho anh em xem. Thì cái gear mà farm gỗ thì anh em biết cái ý nghĩa của nó đúng không, thì anh em sẽ có là tỷ lệ gơ ra nhiều gỗ hơn khi mà anh em gọi là phá hủy một cái cây. Thì lúc nãy mình thấy anh em thấy mình là farm một lần ra 4 5 gỗ hoặc 6 gỗ gì kia thì đó chính là do cái mình nâng cái chip đó là full rồi, cho nên là nó dễ vậy đó anh em. Ok thì bạn sẽ hỏi mình đó chính là cách để mà farm Valor như thế nào, thì bây giờ mình sẽ là farm thử cho anh em xem nha. Thì cách đơn giản để mà cho anh em farm Valor đó chính là anh em hãy đi tiêu diệt những con quái ở ngoài biển, ví dụ như là những con si nè, những con cá nè, rồi những con là gì đó di chuyển đó ngoài trừ thuyền ra là được nha anh em. Ok thì một con si mà chúng ta có thể farm được á thì chúng ta sẽ được cộng chính là 1.350 Valor nha anh em. Và một con cá mập con khi mà anh em đánh nó thì anh em sẽ được cộng 100 valor, một con cá trình điện anh em sẽ được cộng 75 valor, và một con tê câu sắt anh em sẽ được cộng là 1.000 valor, rất là nhiều luôn. Ok thì tiếp theo là mình sẽ tiến hành là mình sửa thuyền cho anh em xem để minh họa cho anh em biết là cách sửa thuyền khi mà anh em gọi là dùng cái gear kia là như thế nào nha. Ok do là bên kia mình bị lỗi anh em, bị gọi là mấy con cá kia chi sát hết trời nên là mình qua đây luôn nè. Thì mình sẽ chứng minh cho anh em thấy là khi mà anh em nâng cái gear cuối cùng luôn và cái gear mà anh em sửa thuyền luôn, thì khi mà anh em nâng cái gear rồi cuối cùng á thì anh em sẽ không bị chói khi mà anh em gọi là sửa thuyền nha. Ví dụ như là anh em ngồi sửa thuyền nè, mà giả sử mà anh em có bị sét đánh á thì cái gọi là tiến trình sửa thuyền của chúng ta vẫn được bắt đầu nha anh em, nó vẫn được duy trì cho đến lúc mà chúng ta là hoàn thành cái đợt mà sửa thuyền đó đó. Thì anh em có thể thấy mình bị đánh lên gọi là văng lên trời luôn rồi, nhưng mà anh em vẫn có thể thấy là mình vẫn còn sửa bình thường đúng không, máu thì nó vẫn còn hồi như bình thường luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ quay vô trong kia đi anh em, kiếm chỗ nào đó mà nó không có gọi là nguy hiểm đi. Ôi tổng sao có mấy con cá này anh em, thì khi mà anh em tiêu diệt mấy con cá mập này á thì chúng ta sẽ được đó chính là 100 valor nha, cá mập con thôi, còn cá mập bự á thì nó sẽ giá khác nha anh em. Cá mập bạo chúa, cá mập teo sắt thì nó sẽ rất là nhiều valor nha. Ở đây mình sẽ lui về dùng sâu dùng xa để mà cho nó đừng có spam ra mấy con quái này anh em. Ok thì để cho an toàn nhất có thể là mình đã di chuyển vô dùng thứ nhất rồi anh em đó, và anh em chỉ cần xách lúa lên
Khi mà em đã có là cái tính năng là sửa thuyền bằng cách là hồi máu tối đa cho cái thuyền á, đó hồi HP thêm anh em, thì anh em sẽ có là một cái dấu chấm tròn màu đỏ khi mà anh em cầm cái búa lên nha. Thì khi mà anh em tiến lại gần cái dấu chấm tròn này nó sẽ tắt đi, nó thể hiện thêm cho anh em một cái thanh chỗ này. Khi mà anh em đè cái chuột trái của anh em để mà anh em tiến hành anh em sửa thì nó sẽ là cho anh em di chuyển một thanh qua lại như này. Anh em chỉ cần việc đó chỉ là điều khiển cái thanh này, sau đó cho nó chạm vô cái cục màu xanh này thì nó sẽ phát ra một cái âm thanh nếu mà anh em chọn trúng nha. Ok, đậu xanh sẽ có cá này nữa. Ui, đậu xanh trong đấy mà cũng có cá này nữa, chịu nữa mà. Ok, một con cá gọi là trình điện thì chúng ta sẽ có là 75 ba lo cho một con nha anh em. Tôi không ngờ là trong đây cũng có luôn anh em. Ok, tranh thủ sửa cho thuyền nó xong anh em à. Đây thì anh em chọn như thế này nè, anh em bấm làm sao đó mà cho cái thanh màu xanh này nó chạm với lại cái thanh màu vàng thì anh em sẽ nhận được cái là máu nhiều hơn, và cũng như là nó sẽ phục hồi thêm cái số máu tối đa chúng ta có thể sửa được nha. Ví dụ ở đây là mình sẽ có thể là sửa được tới 1.783 máu là tối đa rồi, nhưng mà nếu mà mình sửa theo cách này á thì mình sẽ được sửa gọi là cộng thêm nhiều máu có thể sửa hơn đó, nó lên là 1.809 rồi kìa anh em. Đó thì khi mà anh em sửa theo cách này thì mỗi lần mà anh em sửa xong thì nó sẽ di chuyển cái cục đồ đó nó ra chỗ khác nha anh em. Ok, đâu rồi ta, giải mất tiêu rồi, nên tắt búa đi nên mở lại thì nó sẽ xuất hiện lại nha anh em. Đó thì khi mà anh em lại gần nó thì nó sẽ hiện cái màu nó sẽ sẫm đi một xíu. Ok, mỗi lần anh em mà anh em chọn trúng vô cái ô màu xanh này á thì nó sẽ cho chúng ta một cái âm thanh nghe khá là vui tai anh em à. Đấy, ok, nếu mà thấy nó mất cái ô màu tròn màu đỏ đi thì nên chỉ cần tắt búa và anh em mở lại là được nha anh em. Đấy, ok, tùy theo cái lần mà anh em bấm trúng nha. Nếu mà anh em chọn hụt quá nhiều thì cái máu mà chúng ta hồi lại thì nó sẽ quá ít nha anh em. Đây, ok. Thì khi mà anh em là được 4 lần á thì chúng ta sẽ hồi được một lần là 240 HP và 32 HP tối đa nữa anh em à. Rất là ngon luôn. Đây thì mình sẽ thử lại cho anh em xem một lần nữa nha. Tức là khi mà anh em sửa theo cách này thì chúng ta sẽ có là máu của Hiền nó vẫn hồi. Tuy nhiên thì nó còn thêm cho anh em một cái gọi là phần thưởng nữa. Đó. Em sửa bằng này thì nó đòi hỏi anh em mà có thêm cái kinh nghiệm anh em à. Còn bình thường thì chúng ta chỉ sửa lại giống như thế này thôi. Sửa nhẹ nhẹ anh em à. Đó, anh em thấy không? Và lưu ý cho anh em một điều á, đó chính là khi mà anh em sửa thì cái số gỗ chúng ta đem theo nó sẽ tiêu tốn, như anh em mỗi lần mà chúng ta đập búa thành công á thì cái gỗ chúng ta sẽ tiêu tốn là một gỗ. Cho nên là nếu mà anh em đi một sự kiện biển xong rồi thì anh em nhớ về farm thêm gỗ và anh em tiến hành anh em ra biển tiếp tục nha. Chứ anh em nếu mà anh em đi hoài luôn á thì nó sẽ có tình trạng là anh em sẽ không có đủ cái này và nó sẽ không cho chúng ta sửa tiếp nha anh em. Cho nên là cái này anh em lưu ý cho mình. Ok, thì đó là cái cách để mà cho chúng ta có thể là lấy được cái búa và chúng ta có thể là sửa thuyền và farm gỗ để cho anh em có thể là sửa được cái thuyền cho của chúng ta khi mà anh em đi săn si bít hoặc là săn Livia thành nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi gank được một bạn may mắn trong video lần trước để kết bạn với anh em thôi nào. Let's go. Ok, để xem hôm nay chúng ta sẽ có bạn nào may mắn được mình chọn trúng nha. Và những bạn nào muốn tham gia mini game thì hãy comment tên của anh em với phần bình luận để mình có thể random được nha. Nếu mà không comment thì mình cũng chịu luôn đó anh em. Ok, để xem là bạn này là gì đây. Bạn này là Clu gì đó, Clu gì đó em mà. Ok, chúc mừng bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm tên bạn này, chính là bạn đầu tiên. Bạn thứ hai vẫn là bạn nớp nha anh em. Đấy, ok, chúc mừng bạn nha. Và lưu ý cho anh em á là nếu mà anh em muốn sửa thì hoặc là nâng cấp những cái món trong đó là anh em bắt buộc là anh em phải có cái level nha anh em, cái level mà thanh màu đỏ đỏ thì anh em mới có thể là đủ để mà anh em nâng cấp nha. Kèm theo đó là điểm qua lo, thì cái thanh level đó với lại điểm qua lo thì anh em bắt buộc là phải có. Và bên cạnh đó thì anh em còn phải chính là sửa thiền liên tục để mà anh em nâng level nha. Thì cái level đó anh em có bằng cách là đi sửa thiền, thì mỗi lần sửa thì nó sẽ cho ra một tí kinh nghiệm, nó sẽ lên cấp đó. Ok, thì đó là nội dung của mình trong video này nha anh em. Hy vọng là sẽ giúp được ích được cho anh em trong cái công cuộc là lấy cái búa mới và đi sửa thiền nha. Còn giờ thì bye anh em, chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn anh em lại anh em vào những video tiếp theo nha. Nhớ like, subscribe và ủng hộ mình nha anh em. Bye bye.